Bây giờ để kế tiếp trong cái phần mình chú giải hôm nay thì tới cái bài Giếng non ông Két. Thưa quý vị, cái bài Giếng non ông Két này thì đây là một cái bài thi mà Đức Thầy chúng ta đã viết ở trên non ông Két á. Và thì non ông Két này còn có cái tên gọi là Anh Vũ Sơn đó. Thì được ông Hương Giáo Tập ở Thới Sơn đó ông giữ. Thì khi mà về tổ đình rồi thì Đức Thầy còn đọc lại cái bài thi được viết theo, nghĩa là Đức Thầy đọc lại cái bài viết non ông Két này một lần nữa. Thì đây là một cái bài thi viết theo cái thể gọi là Thất Ngôn Tứ Cú, nghĩa là có bốn bài gồm 12 câu. Mình tìm hiểu qua cái đoạn thi này ha quý vị. Thì trong cái đoạn thi này thì Đức Thầy đó, nghĩa là Đức Thầy dắt cái đoàn đi núi lần thứ hai rồi. Thì lúc đó bây giờ Đức Thầy ngủ ở trên núi tại một đêm này. Thì lúc đó có chư thần dịp hội với nhau, thì Thầy cũng kêu gọi chư thần xuống núi để mà hợp sức để dạy dỗ chúng sanh đó. Thì Đức Thầy cũng tiên tri cho biết là núi Cấm sẽ lộ vẻ đền vàng, nghĩa là trong vòng nay mai. Rồi cũng kêu gọi mọi người hãy thức tỉnh tu hành đi, thì sẽ thấy được cái cảnh nhiệm màu, cái cảnh huyền diệu nơi cái vùng núi Cấm, nghĩa là đền đài điện ngọc, cung điện vua chúa, như là cái cảnh tiên vậy đó. Thì đây là cái lần đi núi thứ hai. Thì trong đó Đức Thầy đã dẫn là năm người, trong năm người đó thì có ông là Ngô Ngọc Trơn. Thì kính thưa quý vị, rồi bây giờ mình đọc qua cái đoạn thi này, mình tìm hiểu từng câu ha quý vị. Thì trong bốn cái câu đầu đó là non tiên gió mát tỏi lòng thai, tích cảnh thi văn nhã một bài, cố tưởng ước mơ về nhược thủy, nhặt gì không cánh lấy gì bay. Thưa quý vị, mình đọc qua cái đoạn thi này thấy mình thấy mình ở dưới cái cõi trần gian này, mình ở dưới cái cõi đời là văn minh vật chất đô thị xa hoa rồi, mình thấy mình cũng ngán ngẩm. Nhưng mà khi đọc lên cái bài Giếng non ông Két rồi, cái tự nhiên mình thấy cái cõi lòng mình nó thanh thản làm sao, nó thoát tục, thật sự là nó thấy nó an nhàn làm sao. Nếu mà chúng ta có được về nơi cái non ông Két, mình sẽ thấy được cái cảnh đó nó mát mẻ, nó an lành, nó thanh thản, cái cõi lòng mình nó cũng lâng lâng theo nó, làm theo gió theo mây, nó nhẹ nhàng, nó không có còn giống như là mình rũ bỏ hết những cái phiền não, những cái gì còn trong tâm tư mình phủi hết vậy đó, nghĩa là để sống an lành trong cái cảnh thiên nhiên của trời đất đó quý vị. Thì ở đây non tiên gió mát tỏi lòng thai, Đức Thầy cho biết là cái cảnh vật ở trên núi Két giống như là cái cảnh tiên vậy đó, nghe là có gió mát rồi, nghe là mát mẻ, nó cây lá rồi thấy nó xum xuê, nó làm như nó có một cái gì lâng lâng đó. Non tiên gió mát tỏi lòng thai, tỏi lòng thai là thỏ lòng của thầy mình đó. Nghĩa là Đức Thầy cho biết là trên cái đỉnh núi ông Két này nè, gió rất là mát mẻ, nghĩa là thật là vừa lòng như là một cái cảnh tiên vậy đó. Rồi tích cảnh thi văn nhã một bài, là Đức Thầy trong lúc đó đó ngài mới cảm hứng với cái cảnh vật ở trên núi này nè, cho nên thầy viết ra một cái bài thi, nghĩa là tích cảnh thi văn nhã một bài đó. Rồi cố tưởng ước mơ về nhược thủy, cố tưởng ước mơ là nghĩa là cố nhớ lại cái cảnh xưa mà mơ ước vậy đó, nghĩa là về nhược thủy là về nơi cái cõi tiên. Thì thưa quý vị, qua cái câu này thì Đức Thầy ước mơ về nơi cái cõi tiên, nơi mà Đức Thầy ở trước khi mà xuống cái cõi trần này. Nghĩa là cái cảnh của Đức Thầy là cái cảnh tiên, cái cảnh là thoát tục rồi, nghĩa là muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần, đang chịu cảnh chê khen vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Thành ra cái cảnh của thầy là cái cảnh tiên, cái cảnh thoát tục nó cũng an nhàn như vậy đó. Như là cố tưởng ước mơ về nhược thủy là thầy nhớ lại cái cảnh sống của Đức Thầy như là một cái cảnh an nhàn, cái cảnh tiên, cái cảnh thoát tục trước khi mà Đức Thầy xuống trần. Rồi tới cái câu thứ tư là nhặt gì không cánh lấy gì bay. Tới đây là nhặt gì không cánh, nghĩa là nhặt gì hiện nay nè, thầy còn mang cái xác thân tứ đại này, nghĩa là thầy chưa có thể nào mà, nghĩa là nó còn kẹt ở dưới cái cõi phàm đây, còn với cái sứ mạng nặng nề để hóa độ chúng sanh đây, thành ra chưa có thể về được đó.
Nhạc gì không cánh, nghĩa là nhạc gì không cánh lấy gì bay, là nhạc gì mang cái xác thân này không có thể về trển được, nghĩa là không còn không được về nơi cái cảnh tiên, cái cõi cũ được, tại vì còn cái sứ mạng ở cái cõi trần này còn quá độ sứ chúng sanh, mà cái sứ mạng thầy còn hết sức là nặng nề, thành ra chưa có cái cánh để bay được. Dạ. Về tới cái câu thứ năm là dắt xác phàm phu giếng non đài, ở đây dắt xác phàm phu là đức thầy đi đó, thầy dẫn nguyên một cái đoàn đi núi lần này nè. Thì ở trên đây thì trong cái đoàn này thì gồm có 5 người, thì trong đó cũng cũng có ông Ngô Ngọc Chơn đó quý vị. Thì đức thầy dắt cái đoàn người này đi lên trên núi để giếng non đài. Non đài ở đây là ý chỉ cho cái đi giếng núi mà có tiên ở, thì thường thường cái non đài thì ý chỉ cho cái núi mà có tiên tiên cư ngụ đó. Thì đức thầy dắt xác phàm tục đi đến giếng cái cảnh núi có tiên ở đây. Đức thầy dùng cái danh từ có tiên, nghĩa là trên cái núi ông Két này, nghĩa là có những cái các ngài thoát tục nơi cư ngụ nơi đây đó. Rồi hỏi nhờ đá cột ngủ đêm nay, thì đức thầy với cái đoàn người đi giếng núi đó, thì lúc bấy giờ trong cái đêm xuống rồi, thì đức thầy và đoàn người mới nghỉ trên cái núi ông Két tại đây một đêm đó quý vị. Thì khi mà đức thầy ngủ tại nơi đây một đêm rồi, thì lúc bấy giờ chư sơn bảy núi đều quy tụ. Thì chư sơn bảy núi là ý chỉ cho chư sơn là chư vị sơn thần rồi. Bảy núi thì gồm có thất sơn, thì gồm có là một là anh vũ sơn, hai là thiên cấm sơn, ba là ngọa long sơn, bốn là phượng hoàng sơn, rồi năm là thủy đại sơn, sáu là ngũ hồ sơn và bảy là liên hoa sơn đó. Thì thường thường ta gọi là thất sơn như thế. Thì nơi đây đó, khi mà đức thầy nghỉ tạm nơi đây rồi, lúc bấy giờ chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi đều quy tụ lại đây, tại vì thầy mình là một vị phật mà lâm phàm độ thế, thì tất nhiên có, nghĩa là các vị thánh thần tiên, nghĩa là các ngài đều đã làm. Khi mà một vị Phật đi đến đâu rồi thì các ngài nghĩa là chư thần chư thánh đều là quy tụ lại. Thì khi mà thầy ở tại nơi đây ngủ một đêm, thì lúc đó là chư sơn bảy núi các ngài đều nghĩa là hội họp lại, hội tụ lại với đức thầy. Thầy tới cảnh tiên rõ mặt mày, thì lúc bây giờ thầy nghĩa là thầy tới cảnh tiên rõ mặt mày, lúc đó thì thấy rõ hết, nghĩa là thầy tới gì cùng hội hiệp với nhau thấy rõ hết, thì đây là một cái nơi như là nơi tiên cảnh vậy đó. Thầy tới cảnh tiên rõ mặt mày rồi nhìn xem cây lá gió lung lay ở trên núi này, thì thấy cây thấy lá thấy gió thổi lung lay qua lại, một cái cảnh vật hết sức là nó thanh nhã, nó mát mẻ, nó thấy nó là trong lòng nó thoải mái, nó lâng lâng vô cùng. Nhìn xem cây lá gió lung lay sáng lại lui chân trở gót hài, thì lúc bây giờ sáng lại rồi đó, thì sáng lại thì lúc đó thì thầy cùng đoàn người mới sắp sửa xuống núi, nghĩa là trở gót hài là sửa sẵn xuống núi rồi đó. Rồi dậy hỡi chư thần mau nối gót. Lúc đó thì khi mà đức thầy xuống sửa sẵn xuống núi rồi, thì thầy mới kêu gọi tất cả chư thần hãy mau xuống núi để mà hợp sức để mà cùng với thầy để mà dạy dỗ chúng sanh tu hành. Thưa quý vị, thầy kêu gọi dạy hỏi chư thần mau nói có, nghĩa là theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai. Thì đức thầy kêu gọi chư thần nghĩa là hợp sức với thầy để mà dẫn dắt chúng sanh để mà thoát cái cảnh đời ô nhiễm, cái cõi đời phiền não này. Bởi vậy có cái câu là đức thầy cho biết là kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Ra thầy thầy nhớ cái sứ mạng rồi, thầy là một cái vị Phật lâm phàm độ thế với cái sứ mạng để mà hóa độ chúng sanh. Thì khi mà thầy giếng trên non cát này thì thầy cũng kêu gọi các vị chư thần hãy theo cùng thầy để xuống hợp sức để mà cùng hóa độ chúng sanh, bởi vì chúng sanh đang lặn hợp đang mê nhiễm nè, mà giả lại cái cõi đời nó cũng sắp đến rồi, nghĩa là sắp hé lộ rồi, mà nếu không cứu độ thì chúng sanh sẽ chìm đắm, sẽ nghĩa là bị đọa lạc, sẽ khổ đau mất một thân này muôn kiếp khó trở lại. Cho nên cái thời kỳ cùng cuối rồi rất là gấp rút, cho nên thầy cũng kêu gọi các ngài chư thần hãy cố gắng hợp sức với đức thầy để đi là dẫn dắt chúng sanh tu hành thoát khổ.
Rồi kế tiếp Đức Thầy cũng cho biết nữa là lầu đài núi Cấm Lộ Nai Mai. Đức Thầy tiên tri cho biết là núi Cấm ngày sau này là sẽ lộ vẻ đền đài điện ngọc cung điện. Nhưng là lầu đài núi Cấm Lộ Nai Mai sẽ lộ trong nay mai gần đây thôi đó. Thầy cũng tiên tri cho biết như vậy. Thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bày. Vì cái lòng từ bi, Thầy muốn giác tỉnh chúng sanh để thấy được cái lẽ thật như vậy đó. Bởi vì có hiểu được cái nhiệm màu, nên mới mới sợ sợ mới thức tỉnh trở lại, mới lo tu hành. Thành ra Thầy mới mới đánh thức, nghĩa là làm cho chúng sanh giác tỉnh trở lại. Thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bày, nghĩa là Đức Thầy muốn đánh thức cái sự mê muội của chúng sanh, cho nên ngài mới bày tỏ, mới nói lên cái sự thật về tương lai nơi cái vùng núi Cấm như vậy đó. Rồi khuyên dạy dân tình minh đạo đức, nghĩa là Đức Thầy khuyên nhủ mọi người hãy cố gắng tìm hiểu rõ cái giáo lý Thầy dạy mà tu tập theo đi, là hãy ráng ráng làm theo lời dạy của Đức Thầy, mình nghiên cứu, mình học hỏi, rồi mình suy gẫm những cái lời dạy, rồi chúng ta tu hành thì mình sẽ đạt được cái kết quả mỹ mãn đó. Khuyên dạy dân tình minh đạo đức, hãy cố gắng nghe theo lời Thầy dạy, đó là mình phải tìm hiểu cái giáo lý để chúng ta tu hành. Tu hành sẽ được thấy, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Nếu chúng ta tu hành ngay thẳng chân chánh thì tất nhiên ngày sau này mình sẽ thấy được cái cõi tiên, tận mắt mình thấy cái cõi đời thượng quân thánh đức đó quý vị. Thì chỉ còn thời gian ngắn thôi, Đức Thầy đã tiên tri cho biết là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ nắp non. Thành ra quý báu lắm ở cái vùng núi Cấm này nè, nó hết sức là nhiệm màu, mà đòi hỏi ở mỗi người chúng ta phải cố gắng, phải giác tỉnh trở lại và trau sửa thân tâm, chuyên lo niệm Phật, làm lành tránh ác. Mình làm sao cho xứng đáng là một cái người hiền đức rồi thì tương lai mình sẽ thấy được những cái cảnh nhiệm màu, những cái cảnh quý báu mà trời Phật đã sắp đặt ra đó quý vị, và mình sẽ có mặt trong cái ngày thượng quân thánh đức. Thì kính thưa chư quý đồng đạo, thì đó là cái bài mà Giếng non ông Két mà Qua Sa Mạc đã chia sẻ trong cái bài này. Thì đến đây thì thôi, Qua Sa Mạc cũng xin dứt lời, và kế đến là cái bài Ông Tùng ở Giàn Cái Đầm hỏi về Đức Thầy Đáp Quả. Thôi trong hai bài này thì Qua Sa Mạc xin mời huynh LMC đi tiếp tục nha, huynh LMC. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn toàn thể chư quý đồng đạo đã chú ý lắng nghe, và Qua Sa Mạc xin được gửi mic lại. Anh Tịnh Hữu ơi, có trước máy anh Tịnh Hữu ơi, Qua Sa Mạc gửi mic nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào tất cả chư đồng đạo. Bởi vì cái bài này hồi nãy đó, lúc mà Qua Sa Mạc chia sẻ đó, có một cái yếu tố mà nhân cơ hội này tôi nói luôn, hôm trước tôi có nói một lần rồi. Nếu mà quý vị mà lật ra cái bài mà Giếng Non Ông Két đó, có ghi chú là Đức Thầy đọc bốn bài này cho ông Hương giáo tập ở Thới Sơn Châu Đốc, viết tại trên non, và khi về nhà Đức Thầy còn đọc lại cho anh em tín đồ chép. Tôi muốn góp ý hai chỗ này là tùy đồng đạo mình nghe, một cái thì ý nghĩa trong này, một cái thì về lịch sử. Cái này là cần, yếu tố này cần phải biết trước nhất á, là cái ông giáo tập này là ai. Ông giáo tập này tên là Trần Văn Tập. Mà sau này đó, khi mà Đức Thầy khai đạo rồi thì ông trở về, ông gần gũi với Đức Ông đó. Trong thời kỳ sau khi Đức Thầy vắng mặt rồi, ông Trần Văn Tập trở về. Ông là một trong bốn vị mà người ta gọi là tứ trụ triều đình đó. Tức là bốn cái vị mà gần gũi với Đức Ông nhất là ông giáo tập, ông nhà Huỳnh Thiện Tứ, ông Dực Sĩ, ông Quả Đồ Đề, là bốn vị đó là hồi đó là thân cận với Đức Ông, người ta gọi là tứ trụ triều đình. Thì ông Trần Văn Tập này, cái này nhắc đến cái giai đoạn lịch sử cận đại là sao, tới với cái triều đại của ông Ngô Đình Diệm, thì Phật giáo Hòa Hảo bị
chánh quyền đàn áp và không công nhận là một giáo hội, không có cái không có công nhận cái gọi là cái tư cách pháp nhân. Cho nên là lúc bây giờ đó, vào khoảng trước ngày đảo chánh, thì ở trên Sài Gòn ông Diệm chánh phủ đó mới là mời một cái phái đoàn ở Phật giáo Hảo lên để gặp chánh phủ để mà nói chuyện. Thì thật ra những cái nói chuyện bên trong đó là cái gì mình không biết. Bây giờ lúc đó tôi cũng còn ở tại Hòa Hảo, cho nên là nó cũng còn mình chưa có hiểu biết nhiều. Đề cử một cái phái đoàn lên, thì Đức ông có đề cử 4 người. Đó là ông Huỳnh Thiện Tứ, ông Trần Văn Tập, ông Huỳnh Hữu Thiện, tức là ông Thư Ký Dữ, và ông Dược Sĩ Trần Văn Nhật, 4 người. Và đi một chung chiếc xe thì tài xế là ông Nguyễn Văn Dành, tức là 5 người. Thì tới cái ngày đi lên đó, đi phó hội trên đó đó, thì tối sáng sau sẽ đi, thì ông Dược Sĩ Trần Văn Nhật đó, tức là ông ngoại của Cao Tùng mà thường vô sinh hoạt với mình đó, thì bà xã của ông Dược Sĩ đó, vợ ông Dược Sĩ mới là sanh một cháu, một em bé, lúc đó tên là đặt đó tên là tên thằng Nhân, mà cái Nhân đó sau này nó cũng chết sớm, nó chết sớm. Nhưng mà Đức ông thấy đêm nay là vợ ông Dược Sĩ mới vừa sanh, cho nên Đức ông mới là thay vì để ông Dược Sĩ đi thì ông nói thôi, ông Dược Sĩ vợ mới sanh không có để ông đi như vậy được, cho nên là 3 người, tức là Trần Văn Tập, Huỳnh Thiện Tứ, Huỳnh Hữu Thiện, 3 người đi với ông tài xế Trần Văn Dành lên Sài Gòn, để trên đó có ông Lê Hoài Nam thay thế vô cái chỗ của ông Dược Sĩ. Thì cái phái đoàn này lên họp, thì chưa biết cái kết quả họp thế nào, thì cái phái đoàn này trên đường về thánh địa, vừa ra khỏi Sài Gòn thì là bị chặn bắt lại, mật vụ của ông Diệm bắt lại nhốt. Và sau này khi mà cái tòa án sau ngày 1 tháng 11 63, chế độ ông Diệm Đệ Nhất Cộng Hòa bị lật đổ đó, thì cái vụ án này được đưa ra xét xử, thì mới được biết rằng cả 5 vị này đều bị nhốt ở dưới hầm B2 gì của mật vụ đó, và bị thủ tiêu bằng cách là họ bỏ tất cả, mỗi một người một bao bố, rồi cột dây kẽm gai lại và thảy xuống cầu Bình Lợi, chết hết 5 người. Thành ra để cho biết là ông Trần Văn Tập, là ông giáo tập này Trần Văn Tập, sau này ông Trần Văn Tập có người con trai là anh Trần Văn Kỉnh. Thì lúc bây giờ cái trường trung học trung học Hòa Hảo ngày xưa, lúc bây giờ chưa có theo cái chế độ quốc gia, còn cái chương trình của Hòa Hảo đó, thì lúc đó cái lớp đầu tiên mà để thất đầu tiên thì cái lớp của anh Kỉnh này nè, và kế đó cái lớp kế tiếp là chúng tôi học trong đó. Nhưng mà sau khi mà 55 ông Bảo Đại bị lật đổ, thì là cái bằng cấp của Hòa Hảo đó không xài được, cho nên chúng tôi phải thi lại bằng cấp quốc gia, cho nên là phải lùi lại lấy cái tên khác. Chứ ngày xưa tôi tên không phải Nguyễn Thanh Giàu, mà tên là Nguyễn Văn Tư, tên thiệt của tôi đó hồi xưa. Cho nên là phải lấy thi lại cái bằng cấp của tiểu học của quốc gia đó. Thành ra anh Kỉnh đó sau này thì ảnh học quốc gia hành chánh ra, ảnh làm việc tại Long Xuyên. Mà tôi nghĩ là bây giờ ảnh cũng lớn tuổi hơn tôi, ảnh là chắc cũng năm nay hơn tôi, năm nay chắc cũng khoảng 82, 83 gì đó. Đó là một cái nhân vật, bị đấy thấy cái trên dân tập trong này đó, tôi mới là ráng mà lên để cho nó, nếu mà qua khỏi cái bài này đó thì anh em sẽ không có cơ hội nghe cái bài này. Đó là cái ý thứ nhất tôi muốn góp. Trong này có 2 cái câu mà tôi đề nghị
eo xì qua sa mạc, hay là tất cả hồng quang, hay những anh em nào mà muốn nghiên cứu về đạo đó, suy nghĩ coi coi có ảnh hưởng tới cái bài nguyện của mình không. Vì đây là cái bài viết Đức Thầy viết vào năm Canh Thìn, ngày 15 tháng Giêng năm Canh Thìn. Mà trong cái bài mà, nhưng mà nhớ là cái bài Sứ Mạng Đức Thầy viết năm 1942 nha, là cho quý vị thấy rằng sau này. Thì trong cái bài mà chúng ta vừa đề cập tới đó, thì Viếng Đoan Ông Két thì có hai cái câu: dậy hỡi chư thần mau nối gót, theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai. Đức Thầy kêu gọi các chư thần ở trên núi xuống để mà đi theo Đức Thầy, để mà theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai, tức là phụ giúp cho Đức Thầy để mà đó. So lại cái này tôi chỉ gợi ý thôi. Thành ra là LC là cái nhà nghiên cứu nha, coi lại thử coi hai cái câu này nó có ảnh hưởng gì tới cái bài nguyện của mình mà nó mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi, cảm ơn chứng minh nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Thử coi hai câu này và cái bài nguyện đó có liên hệ gì hay không. Tôi chỉ gợi ý vậy thôi, để cho LC là một cái người mà bây giờ đó là có trách nhiệm lớn nghiên cứu lại cái chỗ này thử coi. Rồi tôi xin phép chỉ nói được thì cái này đó thì tôi chỉ nêu ý nha, tôi chỉ nói là nêu ý nha, xin nhấn mạnh vậy là cho bạn Hồng Quang quyết biết. Tôi thấy có nên là gợi ý như vậy để cho cái trách nhiệm của LC là cái người chính thức, tôi xin nhấn mạnh hai chữ chính thức ở đây, để mà ghi lại những cái tài liệu sau này cho đoàn hậu tấn. Ở đây chúng ta không có tranh cãi, mà chỉ có nêu ý kiến để rồi anh em có nhiều cái tài liệu để mà nghiên cứu. Ở đây không có tranh thắng, không có tranh luận, mà chỉ góp ý mà thôi. Ok, thì tôi xin phép là bây giờ là tôi phải ngồi chút xíu rồi, tôi cũng phải đi ngủ, chứ bây giờ nó không dám ngó lên màn ảnh, quý vị bây giờ phải tắt máy thôi. Ok, rồi xin gửi cái mic lại cho Hồng Quang giơ tay hả? Xin mời Hồng Quang nha. Ok.